Xin kính chào quý vị khán giả. Chúng tôi rất hân hạnh được gửi đến quý khán giả những thông tin nóng và được cập nhật mới nhất trên kênh tin 24 giờ. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Nga tập kích căn cứ quân sự, Ukraine mất cùng lúc 4 tiêm kích F-16. Tạp chí quân sự Military Watch dẫn nguồn tin nói rằng Ukraine có thể đã mất 4 tiêm kích F-16 sau khi một căn cứ nước này bị Nga phóng tên lửa tấn công. Ukraine được cho là đã mất 4 tiêm kích F-16 sau một vụ tấn công của Nga nhằm vào căn cứ quân sự của Kiev. Military Watch dẫn một số nguồn tin từ châu Âu cho biết. Cả Nga và Ukraine chưa lên tiếng về thông tin này. Nguồn tin không nêu rõ vụ tấn công xảy ra ở đâu và khi nào, chỉ nói rằng các tiêm kích Ukraine bị trúng hỏa lực khi đang đậu ở căn cứ. Thông tin này được đưa ra sau khi truyền thông Nga nói rằng Moscow đã phóng các tên lửa siêu vượt âm Kinza vào một căn cứ không quân tại Starokostantinov, miền Tây Ukraine. Kinza là tên lửa không đối đất tương đối hiếm và giá thành đắt, luôn được dành riêng để sử dụng chống lại các mục tiêu có giá trị cao, thường bao gồm cả thiết bị quân sự NATO viện trợ cho Ukraine. Không giống như các máy bay chiến đấu có nguồn gốc từ Liên Xô của Ukraine, F-16 không thể triển khai được từ các sân bay tạm thời hoặc là không đảm bảo đủ các điều kiện kỹ thuật chặt chẽ. Điều này khiến cho số lượng căn cứ Ukraine đạt tiêu chuẩn cho F-16 đồn trú tương đối ít, khiến họ khó phân tán các tiêm kích ra nhiều khu vực khác nhau. Điều này có thể khiến cho F-16 và căn cứ có chứa các tiêm kích này dễ bị nhắm mục tiêu hơn. Những chiếc F-16 đầu tiên được phương Tây chuyển giao cho Ukraine vào ngày 1 tháng 8. Tiêm kích đầu tiên thuộc loại này bị rơi vào hôm 26 tháng 8 khi Ukraine tuyên bố nó đang làm nhiệm vụ đánh chặn tên lửa Nga. Ukraine đã nhận được những chiếc F-16 đầu tiên vào đầu tháng 8 sau một thời gian dài kêu gọi phương Tây viện trợ. Theo truyền thông phương Tây, các nước NATO được cho là đã chuyển dưới 10 tiêm kích loại này cho Ukraine, trong khi các bên cam kết sẽ viện trợ cho Kiev ít nhất 79 chiếc từ các nước Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy và Bỉ. Hiện tại, do Kiev vẫn thiếu phi công để vận hành phi đội máy bay và mối đe dọa từ phòng không Nga vẫn lớn, vì vậy các chuyên gia dự đoán trong giai đoạn đầu tiên, Ukraine sẽ chỉ dùng F-16 làm vai trò phòng thủ hơn là chủ động tấn công Nga. Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Zelensky từng nói rằng ông không muốn những tiêm kích F-16 mới bay quá gần tiền tuyến, nơi mà chúng có thể bị đe dọa bởi các hệ thống đất đối không đáng gờm của Nga. Mặt khác, theo ông, F-16 có thể giúp tăng cường năng lực phòng không của Ukraine. Tuy nhiên, F-16 vẫn phải đối mặt với mối đe dọa không nhỏ từ vũ khí tầm xa của Nga. Từ trước khi Ukraine tiếp nhận máy bay F-16, Nga đã tăng cường tấn công vào các căn cứ không quân của Ukraine nhằm gây trở ngại cho Kiev cũng như phá hủy khí tài của đối thủ. Ukraine từng tính đến ý tưởng đồn trú một số máy bay F-16 tại căn cứ của các nước láng giềng NATO. Sau đó, Moscow cảnh báo sẽ phá hủy các máy bay F-16 do phương Tây viện trợ cho Ukraine, kể cả khi chúng đồn trú ở lãnh thổ đồng minh của Ukraine. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga công bố trên kênh Telegram cho biết, Bộ trưởng Andrei Belousov đã gửi điện mừng tới chỉ huy và binh sĩ Lữ đoàn Súng trường Độc lập số 114 sau khi giải phóng khu định cư Lesovka. Theo Sputnik News, Bộ Quốc phòng Nga công bố trên kênh Telegram việc giải phóng khu định cư Lesovka thuộc Cộng hòa Nhân dân Đôn Nhiết. Bộ trưởng Quốc phòng Nga chúc mừng các quân nhân đã giải phóng các khu định cư Ukrainsk và Lesovka của Cộng hòa Nhân dân Đôn Nhiết. Nga đã tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022. Theo Tổng thống Putin, mục tiêu cuối cùng của chiến dịch là giải phóng hoàn toàn vùng Donbass và tạo ra các điều kiện đảm bảo an ninh cho Nga. Ukraine đau đầu với tình trạng 60.000 binh sĩ đào ngũ. Số lượng quân nhân Ukraine đào ngũ có dấu hiệu tăng lên sau hơn 2 năm chiến sự, nhưng Kiev vẫn chưa có giải pháp nào thực sự hoàn toàn hiệu quả để ngăn chặn xu hướng này. Vào ngày 21 tháng 9, binh sĩ thuộc Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập số 56 của lực lượng vũ trang Ukraine IFU Sekhi Gresnilov đã thông báo trên Facebook rằng anh sẽ đào ngũ. Theo lệnh thiết quân luật của Ukraine, điều đó có nghĩa là anh có khả năng bị phạt tù từ 5 đến 10 năm. Chia sẻ với Kiev Post, Gresnilov cho biết anh đã hiểu mình phạm tội và sẵn sàng chấp nhận nếu bị trừng phạt, nhưng vẫn lựa chọn rời bỏ hàng ngũ. Tại Lữ đoàn 56, một cuộc điều tra nội bộ đã được tiến hành. Những người đồng đội của Gresnilov chia thành hai phe, trong khi một số lên án gay gắt bài đăng của anh là cổ suý cho việc đào ngũ,
thì những người khác, mặc dù họ cũng lên án anh, nhưng mà họ hiểu cho anh vì nhiều binh sĩ trong đơn vị này đã chiến đấu trên tiền tuyến hơn 2 năm qua mà không được nghỉ ngơi. Theo Văn phòng Tổng công tố Ukraine, hơn 60.000 vụ án hình sự đã được khởi tố vì tội rời bỏ đơn vị hoặc đào ngũ trái phép kể từ năm 2022. Trong đó gần một nửa số vụ xảy ra trong năm nay. Vậy điều gì đã khiến cho hàng chục nghìn binh sĩ Ukraine lựa chọn đào ngũ? Theo Kiev Post, một trong những lý do chính là Ukraine thiếu quân để điều động luân phiên, thay thế lực lượng chiến đấu trên tiền tuyến. Các lữ đoàn hiếm khi được nghỉ ngơi và phải chiến đấu liên tục trên mặt trận kéo dài hơn 1.000 km. Điều này buộc những người lính phải ở lại tiền tuyến trong một thời gian rất dài mà không được nghỉ ngơi. Với tình hình giao tranh dữ dội liên tục và các đơn vị chiến đấu sẽ kiệt sức và nảy sinh tâm lý chán nản. Một số người đã liên tục ở trong vùng chiến sự kể từ tháng 2 năm 2022. Họ chỉ có thể có kỳ nghỉ ngắn là 10 ngày với tần suất 2 lần một năm. Một số binh sĩ đã không về nhà hoặc là gặp gia đình trong hơn một năm. Đây là kỳ nghỉ thứ 3 của tôi trong 2 năm chiến tranh. Kỳ nghỉ đầu tiên là 5 ngày vào năm 2022. Kỳ nghỉ thứ 2 là vào mùa thu năm 2023, trong 10 ngày và bây giờ cũng là 10 ngày. Mỗi năm một lần, tôi chỉ gặp gia đình mình trong hơn một tuần một chút. Gần như cả năm tôi ngủ trong chiến hào và ăn đồ thừa, trong khi tôi liên tục bị đạn pháo bắn trên đầu. Không chỉ là mệt mỏi, tất nhiên tôi không chạy trốn, nhưng tôi hiểu là những người đào ngũ, nếu họ được nghỉ ngơi, họ sẽ quay trở lại. Oleksiy, một người lính cấp cao từ một lữ đoàn cơ giới AFU, tỏ ra thông cảm. Khi chúng tôi được hứa sau nhiều tháng chiến đấu liên tục sẽ có ít nhất một tháng để nghỉ ngơi, và sau đó chúng tôi không được như vậy. Một số thành viên của đơn vị đã mất bình tĩnh. Khoảng 15 người đã đào ngũ, họ đã rất mệt mỏi, một quân nhân cho hay. Vòng luẩn quẩn. Việc không thể cho binh lính nghỉ ngơi đầy đủ đã gây ra một vòng luẩn quẩn. Binh sĩ mệt mỏi, kiệt sức và đào ngũ. Từ đó tình trạng thiếu người trở nên trầm trọng hơn và lại càng khó sắp xếp cho các quân nhân nghỉ hơn. Ngoài ra, một số binh sĩ Ukraine cảm thấy không công bằng vì trong khi họ phải liên tục phục vụ trên tuyến đầu thì nhiều quân nhân tuyến sau chưa bao giờ được điều động lên phía trên để chiến đấu. Theo Kiev Post, quy mô đào ngũ đã trở nên nghiêm trọng tới mức Verkhovna Rada, Quốc hội Ukraine đã thông qua luật số 11322 vào ngày 20 tháng 8, trong đó quy định rằng lần đào ngũ đầu tiên của binh sĩ sẽ không bị khép vào tội hình sự. Luật này cho phép người lính trong lần đào ngũ đầu tiên có thể trở về đơn vị của mình mà không bị trừng phạt nếu chỉ huy của anh ta đồng ý. Ukraine cũng ra thêm luật huy động nhằm lập một số cơ sở dữ liệu điện tử về những người có thể tham gia quân đội. Điều này được cho là sẽ giúp kiểm soát nam giới dễ hơn và cũng giúp thúc đẩy huy động thêm lực lượng ra tiền tuyến nhằm luân phiên cho các binh sĩ đã chiến đấu dài ngày. Tuy nhiên, Ukraine lại đang phải đối mặt với một vấn đề khác liên quan tới quá trình đào tạo. Các tân binh chỉ trải qua khóa huấn luyện ngắn rồi phải ra tiền tuyến, thường thiếu đi nhiều kỹ năng chiến đấu cơ bản. Họ sẽ có nguy cơ cao, không qua khỏi hoặc tâm lý chưa vững vàng dẫn tới nguy cơ đào ngũ liên tục xảy ra. Đã có nhiều trường hợp tân binh bỏ trốn hoặc không thực hiện nhiệm vụ.